Hơn cả một món ăn, đó là một ký ức, một câu chuyện xưa được kể lại bằng vị ngọt trên đầu môi. Ai đậu hũ không? Sài Gòn những ngày còn cũ, đôi ba lời này nhắn gửi cho ngày sau. Sáng nay, cô hàng gánh vẫn lướt ngang con ngõ như mọi ngày. Một nồi tàu hũ trắng, một ấm nước đường. Hương thơm ấy cứ như đưa tôi về lại một vùng ký ức đã chôn vùi. Ngày đó, tàu hũ là một món ăn ngon, tuy không phải là quá xa xỉ, nhưng mà với bọn trẻ con ngày ấy, đó là một món ăn độc bản. Cứ mỗi xế chiều, cô hàng gánh lại rẽ vào các con phố. Bọn trẻ cứ bâu quanh mà hít hà cái hương thơm quen thuộc ấy. Một nồi tàu phớ trắng thơm thêm vào nước đường ngọt thanh cũng dư sức hấp dẫn ánh mắt và con tim của bọn trẻ. Khi bọn trẻ lớn lên một chút, đến tuổi cặp sách, thì hình ảnh của cô hàng gánh cũng lùi dần rồi lẫn mất. Tiếng rào tàu phớ cũng biến thành những tiếng leng keng trên chiếc xe đạp. Nồi tàu phớ đổi thành xô tàu hũ. Vẫn là sức hấp dẫn đó, vẫn là hương thơm ấy, nhưng bọn trẻ lại không còn xoay quanh nữa. Rồi khi thành phố Hồ Chí Minh rực sáng bởi những ánh đèn LED lộng lẫy, tàu hũ cũng mất dần theo năm tháng. Có chăng dư vị còn sót lại chính là ký ức của những người tóc đã điểm hoa râm. Tôi nhớ lại về ký ức hồi xưa thì cứ khoảng 12 giờ trưa là bọn chúng tôi hay cùng nhau đi chờ mấy cái bà bán rong á để mua đậu hũ về ăn. Gánh một gánh đậu hũ, một đầu là một cái thạp có chứa đậu hũ trong đó, còn một đầu kia thì đựng chén bát với lại nước đường. Hồi xưa thì nhỏ mà ăn gì cũng thấy ngon hết á. Nhưng mà cái nước đường á họ làm rất là ngon, ngọt mà có cái bay mùi gừng nữa. Tương tự như là bà hũ gánh thôi, nhưng mà thay vì thì người ta dùng xe đạp để cho nó đỡ đỡ công sức, thì cũng có bỏ họ chứa những cái đậu hũ á, bỏ vào trong cái thùng đá, thùng cách nhiệt để giữ nóng. Ăn lúc nào cũng nóng hết đó. Bây giờ thì nó mới xuất hiện đậu hũ Cova, thì lần đầu mở ra ăn thì thấy ở trên mặt á nó mịn, mà ăn vào thì nó rất là thanh mát, bộ độ ngọt thì nó cũng phù hợp với lại sức khỏe của thời bây giờ. Thêm nữa là đóng vào trong những cái hộp giấy á, nó rất là thân thiện với môi trường, mà nhìn vào là thì thấy rất là bắt mắt và sạch sẽ. Rồi ở ngoài có những cái logo của bà cụ đội nón, thì tôi thấy rất là hình ảnh của người Việt Nam đọng lại. Là một founder có tình yêu sâu sắc với các món ăn tàu hũ tươi, tôi muốn mang câu chuyện đó, món ăn đó và truyền thống đó quay trở lại với giới trẻ Việt Nam và đưa nó ra thế giới. Không chấp nhận với việc một món ăn truyền thống của Việt Nam dần dần đi vào quên lãng, năm 2018, thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang đã có một bước đi mạo hiểm khi đặt tham vọng của mình vào việc cải tiến món ăn này theo một hình thức hiện đại và tiện lợi hơn. Nhận thấy được chất lượng của những hạt đậu nành chính là điều làm nên linh hồn của tàu hũ. Tàu hũ tươi Cô Vang đã chọn lọc kỹ nguồn gốc các nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để tạo dựng nền tảng cho sản phẩm của mình. Đó không chỉ là câu chuyện về hương vị mà còn là xương sống của chế độ dinh dưỡng. Đối với việc cải tiến một món ăn truyền thống, điều quan trọng nhất chính là sự kế thừa được những tinh hoa sẵn có của nó. Thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang vẫn giữ nguyên công thức làm tàu hũ của ông cha ta, nhưng xuyên suốt quy trình làm sẽ có sự xuất hiện của công nghệ hiện đại. Quy trình sản xuất của thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang không quá khác biệt. Đậu nành được ngâm trước một đêm để đậu ngấm nước. Sau đó sẽ đến một loạt các bước sơ chế khác như tách vỏ, xay nhuyễn và lọc sạch bã đậu. Sau cùng sẽ thu được nước đậu nguyên chất. Tàu hũ tươi sẽ được nấu sôi khoảng 60 phút để tạo độ kết dính và làm chín. Sau đó là các bước thêm phụ gia để tạo nên vị đặc trưng của sản phẩm. Cuối cùng là bước chiết rót và trữ lạnh. Các hộp tàu hũ tươi sẽ được trữ lạnh ở một nhiệt độ thích hợp trước khi mang đến các tụ điểm tiêu thụ. Mỗi một hộp tàu hũ tươi Cô Vang không chỉ đạt đến độ tuyệt hảo về hương vị mà còn có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển thể chất.
Tàu hủ tiêu Cô Van là một sản phẩm rất là quen thuộc với trường và với các bé ở đây vào các bữa ăn phụ. Ngon, sạch sẽ, giàu chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng học đường tốt là tiền đề cho sự phát triển của trí não và phát triển ở trẻ. Tàu hủ tiêu Cô Van đáp ứng được các yêu cầu dinh dưỡng học đường cho các bé. Ngoài giúp các con ăn ngon và ưa thích các món ăn này thì cũng giúp cho các cô bếp dưỡng ở trường có thêm sự lựa chọn phong phú hơn trong cái thực đơn của mình hàng ngày. Thiết kế của sản phẩm cũng rất là bắt mắt và thân thiện với môi trường. Mong muốn chính của thương hiệu Cô Van chính là khôi phục lại vị thế của tàu hủ tươi trong lòng người dân Việt Nam. Mà lớp trẻ, những búp măng non chính là đối tượng đầu tiên mà thương hiệu này nhắm đến. Sự xuất hiện của tàu hủ tươi Cô Van trong các trường học như là một món ăn dinh dưỡng, thanh mát vào bữa xế mỗi ngày. Không chỉ giúp cho các em có thêm nguồn năng lượng dinh dưỡng dồi dào, còn giúp cho các em thấu hiểu được truyền thống ẩm thực đời đời của ông cha ta ngày trước. Bắt đầu từ những khuôn miệng tròn xinh, chân thật, không lời giả dối ấy, tàu hủ tươi Cô Van sẽ đi sâu vào lòng người dân một cách tự nhiên, tựa như những lát tàu hủ tươi non mềm, dân dã và bình dị như cách mà nó được tạo ra. Sản phẩm Cô Van này thì rất là ngon và đặc biệt là nhiều dinh dưỡng, cho nên chị vẫn thường xuyên mua về cho các cháu ở nhà chị dùng. Đặt nền móng tại Nha Trang, Khánh Hòa, thương hiệu tàu hủ tươi Cô Van có đủ điều kiện thuận lợi để mang sản phẩm của mình đến gần hơn với thực khách quốc tế. Nha Trang là một thành phố của du lịch, khách thập phương mỗi ngày đến và đi nhiều vô số kể. Trong đó có cả những người đã lỡ mang cả lòng mình yêu lấy đất nước xinh đẹp này, và trong đó có món ăn tàu hủ tươi Cô Van. Người ta đồn rằng con đường nhanh nhất đến với trái tim là đi qua dạ dày. Vậy có phải hay không, tàu hủ tươi Cô Van đã có một hướng đi đúng, khi tầng tầng lớp lớp những hương vị thanh ngọt ấy cứ rót vào lòng thực khách thập phương những cảm nhận ngọt ngào khó có khi nào cưỡng lại được. Ngoài cái mặt hàng của chúng tôi kinh doanh về tạp phẩm, nhưng chúng tôi có kinh doanh thêm cái mặt hàng về Cô Van. Chọn cái mặt hàng thêm cái mặt hàng về Cô Van thì chúng tôi thấy như thế này, cái Cô Van là làm bằng đậu nành nguyên chất, rất là tốt cho dinh dưỡng. Đây là cái sản phẩm mà được chế tạo rất là bài bản và đồng thời là đảm bảo an toàn thực phẩm. Do đó chúng tôi chọn thêm cái mặt hàng về Cô Van, chúng tôi mua bán kinh doanh thêm. Khách hàng thường xuyên đa số là khách vãng lai, khách du lịch, một thỉnh thoảng cũng có một số khách ngoại quốc và nhiều nhất là bà con ở trong thành phố Nha Trang. Cái an toàn thực phẩm người ta gọi là lớn hàng số một, do đó vì vậy mà người ta chọn Cô Van, vì vậy mà người ta rất là tin tưởng. Vì cái này không những ở tại chúng tôi kinh doanh mà cả cái trường học, đây là rõ ràng cái trường phương xa ra cạnh chúng tôi thấy là cho các cháu ăn vào buổi trưa. Vì vậy mà tôi thấy đây là một cái sản phẩm rất an toàn. Đậu nành là một loại hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng mà tàu hủ tươi Cô Van lại được làm từ 100% đậu nành tự nhiên. Đó không đơn thuần chỉ là một chiến lược để chinh phục thị trường, mà đó còn là cái tâm của thương hiệu. Lượng chất dinh dưỡng dồi dào và tinh khiết trong mỗi hộp tàu hủ tươi Cô Van giống như một ánh mắt, một đôi bàn tay ấm áp, ấp ủ cho những cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Thưa quý vị, để có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu tàu hủ tươi Cô Van thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt và xin giới thiệu đến quý vị chuyên gia dinh dưỡng bác sĩ Nguyễn Phương Anh, là giảng viên bộ môn dinh dưỡng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đồng thời chị cũng đang là quyền điều hành khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện An Bình. Xin được chào chị. Xin chào Cẩm Tú. Xin chào anh Mậu. Dạ, và thưa quý vị, một vị khách mời cũng rất là đặc biệt nữa đang ngồi cạnh Cẩm Tú đây, đó chính là ông Bùi Như Mậu, là nhà sáng lập của thương hiệu tàu hủ tươi Cô Van. Xin chào Cẩm Tú, chào bác sĩ Phương Anh, chào quý vị khán giả. Đầu tiên khi mà nhắc tới tàu hủ tươi Cô Van thì một điều mà Cẩm Tú rất là ấn tượng đó chính là cái thương hiệu, cái nhãn hiệu ở bên ngoài rất là ấn tượng, là màu vàng đẹp nè, thêm vào đó là một cái hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam và đội thêm một chiếc nón lá rất là dịu dàng nữa, thì Cẩm Tú không biết cái ý nghĩa thật sự của bộ nhận diện này là như thế nào, thưa ông Mậu. Kính thưa quý vị, như quý vị biết rằng là tàu hủ là một món ăn khá phổ biến đối với người dân Việt mình. Tôi muốn viết lên một cái câu chuyện về hình ảnh một người phụ nữ đội chiếc nón lá, gánh một gánh hàng rong rong ruổi khắp con phố nhỏ. Và thông qua đây tôi cũng muốn gợi lên cho quý vị một hồi ức tốt đẹp về ký ức tuổi thơ bên những người thân yêu của mình. Dạ,
Thật sự khi mà nhắc tới món tàu hũ thì Cẩm Tú nghĩ rằng là nó sẽ in sâu trong ký ức của rất là nhiều quý vị khán giả. Và rõ ràng là với ý nghĩa mà ông Mậu vừa mới chia sẻ thì chúng ta càng cảm thấy món ăn này nó rất là gần gũi, đúng không ạ? Và tàu hũ thì là một cái món ăn mà chứa hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt là hàm lượng chất đạm ở trong hạt đậu nành. Thì không biết là cái nhận định này có đúng hay không thưa bác sĩ? Trước khi trả lời cái câu hỏi này á, thì mình cần phải hiểu sơ qua về cái cấu trúc của chất đạm. Chất đạm hay còn gọi là protein á, nó là một cái chuỗi bao gồm những cái acid amin nó nối với nhau. Và cái acid amin này người ta phân làm hai loại, là acid amin thiết yếu và acid amin không thiết yếu. Như vậy á, khi đánh giá một cái chất lượng của một cái chất đạm á, thì người ta đánh giá vào cái thành phần acid amin của cái chất đạm đó. Đậu nành á, là một cái protein nó là hoàn chỉnh, nó có đầy đủ cả thiết yếu lẫn không thiết yếu. Cái thứ hai, khi mà đánh giá đến một cái chất đạm ở trong cái thực phẩm á, người ta còn đánh giá những chất dinh dưỡng đi kèm. Đậu nành thì đạm thực vật thì nó không có chứa cholesterol. Và cái thứ hai là cái chất béo của nó là axit béo không no cũng rất tốt cho cơ thể. Đó nên là tại sao nó là ăn đạm đậu nành thì nó là cải thiện cho tim mạch, tốt mạch là như vậy. Rồi ngoài ra đậu nành nó còn gì ạ? Nó còn rất giàu vitamin, nó còn rất giàu chất chống oxy hóa. Như chị chia sẻ thì ở trong hạt đậu nành nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm hoàn chỉnh tốt cho cơ thể của mình. Tuy nhiên là có những cái nguyên liệu khi mà mình chưa chế biến thì nó có cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là cao, nhưng mà khi chế biến lên rồi thì nó lại làm mất đi cái hàm lượng chất dinh dưỡng đó. Vậy thì với hạt đậu nành và đặc biệt là với cái món ăn là tàu hũ thì nó có bị tình trạng này hay không chị? Có, thì một cái loại thực phẩm khi mà nó trải qua quá trình sơ chế rồi chế biến là khi mình nấu lên á, thì nó sẽ hao hụt các chất dinh dưỡng. Mà các chất dinh dưỡng mà nó hao hụt nhiều nhất á, chính là vitamin và khoáng chất. Cho nên rằng là để mà mình giữ lại tối đa những cái chất dinh dưỡng đó nhiều nhất, thì cái quá trình sơ chế và chế biến của mình làm sao là hạn chế, ví dụ như là quá trình ngâm rửa là ở một cái mức tối thiểu, quá trình nấu thì nấu vừa đủ chín thôi. Vậy thì không biết là với thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang thì ở công ty của mình có cái quy trình để mà mình chế biến như thế nào để đảm bảo được cái hàm lượng chất dinh dưỡng hay không ạ? Quy trình sản xuất của Cô Vang thì cũng tuân thủ theo cái cách làm truyền thống, như là ngâm đậu, tách vỏ đậu, xay vắt và nấu chín. Sau đó thì sẽ chiết rót và lưu vào trong kho lạnh. Cô Vang lựa chọn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên nhập khẩu. Và chính cái điều này giữ được cái vị tự nhiên, và chúng tôi tin rằng là người dùng cũng cảm nhận được cái độ thanh mát, vị tươi của sản phẩm. Và cũng như cái slogan của chúng tôi đấy là Cô Vang chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào. Chúng tôi không có một cái công thức nào đặc biệt chuyên biệt cho cái sản phẩm tàu hũ tươi, nhưng mà như quý vị cũng xem qua, chúng tôi lựa chọn nguyên liệu cũng hoàn toàn tự nhiên, như là vị gừng tươi, những cái lá dứa rất là tươi, rồi sản phẩm hạt đậu nành cũng được lựa chọn rất là kỹ lưỡng, hạt đậu nành tươi, cho nên chúng tôi không sử dụng hương liệu, nên quý vị ăn quý vị sẽ thấy được là hương vị tự nhiên của sản phẩm, thanh mát của sản phẩm. Không biết là ở góc độ là một chuyên gia dinh dưỡng thì bác sĩ thấy là với cái cách làm của thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang như vậy thì bác sĩ có đánh giá như thế nào? Thật ra là cái món đậu hũ là cái món được rất là nhiều người yêu thích. Đối với những cái cách mà làm theo cái kiểu hiện đại thì sau khi người ta nấu chín xong thì người ta bỏ vào trong hộp đóng gói và sau đó người ta là bảo quản lạnh, thì như vậy thì các chất dinh dưỡng nó được giữ tối đa nhất có thể. Hôm nay thì chúng tôi cũng chuẩn bị đến trường quay ít hộp Cô Vang, tàu hũ tươi Cô Vang. Ông mời bác sĩ Phương Anh và mời MC Cẩm Tú cùng thưởng thức cái sản phẩm tươi mát này. Xin mời bác sĩ. Thật sự đúng là cái tên tàu hũ tươi là chính xác đó anh. Tại vì là em thấy là khi mà thưởng thức á, thì các cái nguyên liệu nó tan chảy trong miệng của mình và mình cảm nhận được cái vị tươi, vị thơm của đậu nành nè. Rồi cái mùi gừng nữa đúng không chị? Nó rất là nồng nàn. Thật sự nha quý vị, đây là một cái món ăn mà Cẩm Tú rất là yêu mến. Không biết là với bác sĩ Phương Anh thì chị thấy như thế nào ạ? Thì đúng như mình cũng cảm nhận giống như Tú thôi, rất là mát. Còn đứng về cái góc độ, cái này là mình hơi ánh mắt hơi nghề nghiệp chút xíu. Đứng về góc độ của mình á, thì mình muốn là có một cái sản phẩm, một là một cái bữa ăn phụ,
Muối ăn phụ cho bệnh nhân đó. Tại vì bệnh nhân của mình là những bệnh nhân suy dinh dưỡng, nhu cầu đạm rất là cao. Là cái nhu cầu là phải đạm cao nè, dễ tiêu nè. Và quan trọng nhất là nó phải khẩu vị, nó phải phù hợp, nó phải truyền thống, nó phù hợp. Thì cái đậu nành nó lại rất là phù hợp đáp ứng những cái tiêu chí đó. Rồi còn đứng về góc độ cộng đồng á, tại vì mình cũng có con nhỏ và đặc biệt là mình cũng rất thích trà sữa. Cho nên là mình rất là muốn có một cái giống như một cái món ăn vặt mà nó lành mạnh, mình hay gọi là healthy á. Thì mình nghĩ rằng là cái đậu hũ này nó đáp ứng những cái tiêu chí mà mình mong muốn. Đây cũng là một cái gợi ý từ bác sĩ là ông Mậu có thể đưa sản phẩm này tới cho các bệnh nhân tại nơi mà bác sĩ đang làm việc để có thể hỗ trợ nhiều hơn. Và quý vị ơi, không biết là quý vị có để ý hay không, nhưng mà khi mà Cẩm Tú cầm vào cái hộp của sản phẩm này thì Tú cũng hơi bất ngờ một chút xíu, là thay vì mình sử dụng những cái hộp bằng nhựa cho nó tiện lợi thì ở đây thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang lại sử dụng hộp bằng giấy nha quý vị. Thật sự đây là một cái điều mà Cẩm Tú cảm thấy khá là tinh tế và cũng đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng nữa, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết rằng là phát triển để một cái yếu tố phát triển bền vững thì chúng tôi cũng muốn hướng đến ngoài cái yếu tố về sức khỏe, đảm bảo an toàn tốt, rồi chúng tôi cũng muốn hướng đến một cái môi trường xanh sạch. Như quý vị cũng biết, trong tương lai chúng tôi cũng sẽ nói không với túi nhựa đối với tất cả những cái quy cách đóng gói về sản phẩm, để cho cũng mong được quý vị tiếp tục yêu mến, ủng hộ, lan tỏa cho Cô Vang của chúng tôi đúng như chúng tôi mong ước, đấy là chia sẻ khoảnh khắc một ngày. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Mậu cũng như là bác sĩ ngày hôm nay. Và cậu tôi nghĩ rằng là với một món ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua về để mà có thể sử dụng, hoặc là như bác sĩ chia sẻ có thể là làm một món ăn phụ cho bệnh nhân và kể cả cho các bé nữa. Thật sự rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Mậu cùng với bác sĩ Phương Anh ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại, thương hiệu tàu hũ tươi Cô Vang đã tạo dựng được vị thế của mình cả trong lòng thực khách và trên thị trường. Những bằng khen, chứng nhận như là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy từng ngày, từng giờ cho ước mơ chinh phục thế giới. Có thể nói, tàu hũ tươi Cô Vang chưa làm tốt vai trò của một thương hiệu kinh doanh. Nhưng nếu nói về một thương hiệu lành mạnh, một thương hiệu đạt đến đỉnh cao của thân thiện, tàu hũ tươi Cô Vang đã làm tròn nghĩa vụ khi trong lòng của mỗi một người thưởng thức, tàu hũ tươi Cô Vang luôn được dành cho một ngăn chứa của hoài niệm, ký ức và hạnh phúc.